Chào mừng bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức Phun Xăm. Phun Xăm không khó. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Hành Trình Luyện Giới. Đây là một chuyên mục của kênh YouTube Phun Xăm không khó. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kiểu sợi mà nó cũng rất là phổ biến, áp dụng rất là nhiều trong cái quá trình vẽ lúc mày hairstroke. Đó là sợi S. Gọi nó là sợi S bởi vì nó có hình dạng giống với chữ S. Tuy nhiên là S này thì nó không có phải như là S này ha. S này thì đều quá. Sợi S nó sẽ có hình dạng là ở trên này thì nó cong nhiều, nhưng mà ở dưới này thì nó có hơi S nhẹ một chút xíu thôi. Nó giống với sợi CI đó các bạn. Đây tôi có ghi đây, nó giống với sợi CI. Nhưng mà CI thì chỗ này C, còn chỗ này là thẳng. Còn ở đây CS thì cái khúc đuôi này nó hơi ưỡn nhẹ một chút xíu. Đấy. Trước khi bắt đầu video hướng dẫn ngày hôm nay thì tôi hy vọng là các bạn có thể bấm like video và đăng ký kênh Phun Xăm không khó để các bạn có thể không bỏ lỡ những cái video tiếp theo của kênh ha. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ ngay sau đây. Đấy, tôi sẽ vẽ chỗ này đi. Lúc đầu các bạn vẽ là một sợi C. Đó, nó là một sợi C nha các bạn. Xong rồi khúc cuối các bạn sẽ đá ngược lại cho nó hơi S một chút xíu như thế này. Đó, như vậy ha. Như thế này thì nó cong hơi ít, nhưng nếu bạn muốn nó cong nhiều hơn thì các bạn có thể cho nó tăng cái độ cong của nó ở trên này. Đó. Ok nhé các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy vẽ một lèo nó hơi khó thì các bạn có thể nhích từng đoạn. Đó, như vậy ha. Và nếu như các bạn cảm thấy là cái ô này nó to quá, nó bự quá, nó hơi khó khăn cho các bạn, thì các bạn có thể là ra ngoài cái trang giấy trắng như thế này, các bạn có thể vẽ những cái đoạn nó ngắn hơn ha. À, như vậy ha. Đó. Ok nhé các bạn. Và tôi sớm hy vọng các bạn sẽ sớm hoàn thành được cái bài tập này để đến với những cái bài tập tiếp theo. Và nếu thấy video là hữu ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nhé các bạn.